Sau đây là kết quả xổ số Huế thứ 2, ngày 7 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 3, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 1, 3, 5. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 6297, 3151, 9672. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 0041. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 64626, 01260, 65255, 18021, 42499, 93762, 43655. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 94640, 37834. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 27972. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 03101. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 307809. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 307809.